Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta theo hướng lệch đông. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh thành phố còn miền Bắc trời vẫn có mây nhiều, tình trạng rét đậm rét hại vẫn còn tiếp diễn ở khu vực vùng núi. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ có mưa nhỏ, trời rất đậm hơn. Với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và tuyết tiết. Sang đến ngày mai, một khối không khí lạnh mới tiếp tục bổ sung tăng cường xuống nước ta. Ở khu vực phía đông Bắc Bộ cũng sẽ có mưa nhỏ, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai cho đến 3 ngày tới. Ở khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống còn từ 14 cho đến 16 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ 15 đến 18 độ. Trong đó, khu vực phía tây Bắc Bộ, ít tác động của không khí lạnh, có nắng nhẹ về trưa chiều nên nhiệt độ dao động ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, dự báo ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực của Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhỏ rải rác trở lại. Vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rất đậm, lượng mưa kéo dài nhiều suốt cả ngày sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai ở đây cũng giảm nhẹ. Ở khu vực phía Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh với mức nhiệt giảm xuống còn từ 17 cho đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ thì nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Từ Quảng Bình cho đến khu vực Thừa Thiên Huế dao động ở mức nhiệt từ 19 cho đến 23 độ. Từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi trời vẫn còn nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ cao từ 25 cho đến 28 độ. Còn khu vực Nam Trung Bộ, ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận trời vẫn có nắng nên nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Lui xuống khu vực phía Nam là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chiều tối sẽ có mưa rải rác ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ cũng như các tỉnh phía Nam của khu vực Tây Nguyên. Còn ban ngày, trên cả hai khu vực này tiếp tục nắng ráo với nhiệt độ ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ thì với mức nhiệt cao từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Chỉ sang thời tiết trên biển, không khí lạnh tăng cường dự báo trong đêm nay và ngày mai. Ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển Hoàng đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 5, có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.